Sao nhìn mệt mỏi vậy? Ê ông có ổn không? Ừ, thì tối hôm qua thức khuya làm bài nguyên đêm nè. Nhóm tôi nó hẹn xong nó tàu ngầm hết để có mình tôi làm à. Mà giờ deadline dí tới nơi rồi phải làm biết sao luôn á. Trời ơi tội ghê. Phải chi mà ông có phụ tá, giống như là vua Arthur mà có Robin Hood vậy đó. Thì giờ có ngủ gật gì đâu. Tội cái gì mà tội. Tính ra là bài chung nhóm với tôi luôn á. Sao vô phụ tôi làm đi. Đúng là người nói đạo lý. Ơi cái gì đâu nóng. Đây tại vì tôi bận á, mua hai em bếp D World Hero này nè. Ê tôi cho ông một con nha. Được, biết điều vậy là tốt á. Vậy là các bạn biết hôm nay NSWAP sẽ review em Aether và Robin Hood rồi ha. Các bạn hãy cùng mình theo dõi nha. Trong series SD Gundam World Hero, Gundam Unicorn Lưu Bị phiêu lưu đến vùng đất Night World hay còn gọi là Thế Giới Hiệp Sĩ, nơi mà vua Arthur đang trị vì trong lâu đài Camelot. Để giải cứu thế giới khỏi mối nguy hiểm do binh đoàn hắc ám mà Tư Mã Ý mang đến, Lưu Bị cần sự giúp đỡ của vua Arthur, mà cụ thể chính là mượn sức mạnh của robot Haro. Theo lời gợi ý của Robin Hood và phù thủy Merlin, vua Arthur đồng ý giao Haro chỉ khi Lưu Bị chiến thắng trong cuộc giao đấu giữa hai người. Qua cuộc đấu thì vua Arthur đã phô diễn sức mạnh vô địch của thánh kiếm. Ngoài ra thì khán giả cũng thấy được tài nghệ bắn cung siêu phàm của Robin Hood. Vậy nên là hôm nay hãy cùng tụi mình review qua bản chibi của hai nhân vật hàng đầu lịch sử này nha. Về phần ngoại hình á, ta nói hết nước chấm luôn. Để xứng với danh xưng vua của các nhà vua thì Bandai đã design một bộ outfit phải nói là hoành tráng cực kỳ. Từ đầu tới chân đều có mảnh giáp vàng lớn, khẳng định phong thái hoàng gia anh nè, xịn ghê luôn ha. Trong phim thì vua Arthur sẽ có hai hình thái, một là trạng thái bình thường, hai là khi chiến chiêu sức mạnh của nhà vua. Thì các chi tiết xanh trong suốt sẽ xuất hiện khắp bộ giáp, vừa tăng mana vừa ngầu trái phố luôn. Như các bạn thấy thì phần đầu em này có bắt xanh mang hình dáng của vương miện, đúng với hình ảnh của một ông vua. Bên ngoài nhiều chi tiết mà chuyển động lại khá ổn. Trước mặt là phần anten chữ V huyền thoại mà Gundam nào cũng có. Riêng em này được custom cho một cái anten vừa bự, vừa được đính hộp xoàn nhờ cái bắt trong suốt này nè. Hai bên tai cũng có phần mắt xanh, có hình dạng của đôi cánh, nhìn Arthur khí chất hơn hẳn. Phía sau là phần giáp vàng lớn, tông xịt tông với cái anten trước mặt luôn. Vì là dòng SD nên phần đầu được Bandai đặc biệt chăm chút cho hẳn 7749 chi tiết trong và ngoài nè. Nhìn mà không mê nữa thì thôi. Xuống tới phần thân, chiếm spotlight nhất vẫn là mấy mảnh bắt xanh chiếu chiếu này nè. Để ẻm hỏng giật spotlight của bộ giáp thì tạm thời mình tháo xuống nha. Bật mí là ngoài để đi coi giáp thì ẻm còn công dụng khác nữa đó. Phần này mình sẽ nói sao ha. Vừa nhìn vô phần thân ta nói mê mà chữ E kéo dài luôn á. Phần giáp vai được làm kỹ quá trời. Mà mấy bạn có thấy cái giáp vai này nhìn quen quen không? Phần giáp này á mang đậm nét của hiệp sĩ thời Trung Cổ luôn. Dưới giáp vai xíu á là mảnh giáp tai màu xanh lớn. Ở đây thì tụi mình đã dán decal theo hướng dẫn là đẹp liền ha. Do là dòng SD nên em này chuyển động không có được nhiều. Nhưng mà theo mình á thì em vẫn có thể tạo được nhiều dáng vung kiếm như trong phim nè. Cộng thêm thiết kế giáp cực nhiều chi tiết thì có đứng yên em vẫn siêu cool ngầu thôi. Đố mấy bạn biết á là hai cái mảnh giáp vàng này lấy từ Gundam gì không? Đó chính là
Gundamok 3. Cho bạn nào chưa biết thì mỗi em trong dòng SD là sự kết hợp của một danh tướng thế giới và một em Gundam nổi tiếng. Vua Arthur cũng không là ngoại lệ với phần phản lực sau lưng được lấy từ em Mark 3. Phần tay nắm cũng được Bandai trang bị hẳn hai option, hai tay nắm và một tay duỗi. Khi tạo dáng vung kiếm chuẩn bị đánh đối thủ, bạn có thể thay bằng tay duỗi cho đẹp hang. Tiếp theo á chính là phần giáp váy đầy vàng này nè. Tháo giáp váy ra thì bên trong chân em này cũng toàn là các mảnh vàng, đúng chuẩn người nhà vương giả luôn. Tới bắt chân em này á cũng lấy cảm hứng từ Mark 3 với màu đỏ làm chủ đạo. Để tiết kiệm chi phí á thì Bandai đã giữ nguyên cái màu đỏ này, nhưng mà để giống với nguyên gốc á thì tụi mình đã dùng sơn Tamiya để tô điểm thêm nè. Các bạn có thể trang bị sơn Tamiya như tụi mình làm ở đây nha. Tới lúc review thanh thánh kiếm xanh xanh trong suốt này nè. Khi nãy á mình có đề cập tới công dụng bí mật của mấy cái mảnh xanh ở trên giáp, thì đây các mảnh này có thể dùng để độ kiếm luôn. Trong series SD World Hero xém chút nữa là Lưu bị khuất phục trước sức mạnh của thanh kiếm huyền thoại này. Bởi vậy ta nói chỉ có vua Arthur mới xứng đáng với cây kiếm này, như là Thor với Mjolnir vậy đó. Builder có thể gắn các mảnh này lên giáp vua Arthur hoặc là gắn lên kiếm tùy thích ha. Mà mình thấy á, gắn kiểu gì nhìn cũng cháy với lại ngầu lòi nè. Đã review vua Arthur thì làm sao thiếu được cung thủ bắt phát bắt trúng Robin Hood. Bạn nào xem series SD World Hero cũng biết Robin Hood là cận vệ của vua Arthur, cũng như là cây hài trong lâu đài Camelot. Tuy hề hề vui vui vậy thôi chứ cực kỳ trung thành, cũng như là siêu dũng mãnh khi đối đầu với kẻ thù đó. So với vua Arthur thì em Robin Hood này có phần đơn giản hơn trong chi tiết ở phần đầu. Đơn giản mà ai nói không đẹp đâu. Bắt mắt nhất á là chiếc mũ xanh đính lông bạc đặc trưng của Robin Hood này nè. Trước trán á thì vẫn là cặp anten trắng huyền thoại. Hai bên tai cũng có hai phát lông bạc đi theo cực kỳ luôn. Để cho đẹp hơn thì tụi mình đã sơn tạo hiệu ứng kim loại cho phần lông bằng sơn Tamiya nè, nhìn sang xịn mịn liền hang. Để bảo vệ cặp mắt thì Bandai cũng cho luôn cặp mắt kính trong suốt màu xanh này nè. Bạn có thể gắn vào hoặc là tháo ra tùy thích ha. Biên độ cử động đầu em này khá ổn, do là phần khớp tròn, em có thể xoay đầu một vòng cũng như là ngẩng lên hoặc là cúi xuống tìm kẻ địch. Tương tự như vua Arthur, Robin Hood cũng có các mảnh phát trong suốt màu xanh lá nè. Nổi bật nhất là 4 phát nằm ở hai bên vai này đây. Hai phát này cũng được lấy cảm hứng từ cánh của em Gundam Age 2. Tất nhiên là Bandai đã điều chỉnh bằng chất liệu trong suốt, nhìn chất lượng hẳn luôn. Chưa hết đâu nha, lấy 4 cái phát này nè ghép vô chớp mũ là thành bé chim ưng, là pet của Robin Hood luôn. Xịn chưa? Phần giáp thân của Robin Hood cũng làm mình gợi nhớ về thời Trung Cổ với chi tiết da và kim loại đính trên giáp. Về cử động khớp tay thì em này có thể tạo dáng bắn cung ngon lành luôn. Để đẹp hơn thì bạn có thể mượn phát tay duỗi của em Arthur nè, đảm bảo nhìn chiến hơn liền. Chi tiết kim loại trên thân và váy của Robin Hood cũng được tụi mình sơn thêm một xíu màu bạc metallic, nhìn bắt sẽ bắt sáng hơn á là khi không sơn. Bạn có thể thử độ bằng cách này ha. Phần chân của em này khá đơn giản với hai tông màu xanh và trắng, nhưng mà đã chơi thì phải chơi tới cùng đúng không? Tụi mình có thể sử dụng sơn Tamiya để độ cho em này trông giống nguyên gốc nhất nha. Đã là cung thủ thì vũ khí đi kèm chắc chắn phải là cung tên rồi. Vũ khí của Robin Hood cũng có độ tùy biến tốt. Bạn có thể dùng hai cán cung gắn lên anten khi không sử dụng hoặc là ngược lại. Mà kiểu gì thì em Robin Hood cũng đẹp hết nước chấm đúng không? Với mấy em SD bé bé xinh xinh này thì để trưng trên bàn học, chỗ làm việc là chớp không phải bàn cãi. Nhưng mà để tạo được nhiều pose sáng hơn nữa thì tụi mình khuyên dùng Action Bay dành cho SD nha. Giờ thì cùng chiêm ngưỡng hai em này xông pha trận mạc thôi. Mấy em SD World Hero được thiết kế sát nhân vật lịch sử luôn. Tôi là tôi mê bộ đồ của mấy ông tướng này lắm nè. Cái tà áo này hay là cái váy giáp này nhìn đúng hoành tá tràng, vương giả thiệt sự luôn á. Gì chứ mấy cái quả này cứ ráp xong dùng sơn của Tamiya custom lên, để lên trưng bày là đúng là bá cháy luôn. Ê mà mấy em này giá tầm có 200 cành à, mình mua hết cái vàng này xong mình đem về chân là đê mê luôn. Chứ còn cái gì nữa. À nãy bà nhớ cái cảnh trong phim không? Lúc Arthur kết hợp với Robin Hood đánh Nobunaga á,
Nhìn ta nói cho đẹp như phim hành động luôn. Giờ á, thôi, lấy mấy em XD lên rồi mình chụp chọt tiếp thôi. Ok luôn, em mà khoan, mình chào mấy bạn cái đã rồi mình chụp chẹt sau ha. Các bạn hãy like, share và subscribe cho kênh của Nợ Sếp để không bỏ lỡ những video hấp dẫn khác nha. Còn bây giờ thì tạm biệt.